trung phong tam thời thể niệm pháp sự toàn tâm. Tập thứ 5, lão pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Tịnh Tông học viện Úc Châu, thời gian tháng 5 năm 2003. Ngày hôm qua đã giảng đến bài kệ tụng giác hải của đoạn văn phía sau. Đoạn văn này là trước tiên thuyết minh đạo lý của sự cảm ứng. Cái đạo lý này rất sâu, không dễ gì hiểu nổi, nhưng nó đích thật là có như vậy. Cái lý của nó rất sâu. Tu cái pháp sự này là có một nhân duyên đặc biệt. Là vì siêu độ cho vong nhân. Là lần này nhân duyên đặc biệt. Trên thực tế thì cái pháp môn này đích thật là vô cùng thù thắng. Cho nên mỗi tuần tại Tịnh Tông học viện, mọi người cùng nhau làm một lần để cho chúng ta tự mình tu học một bài khoa mục. Lời khai thị của Đại sư Trung Phong vô cùng tinh tế tường tận. Chúng ta có cơ hội thường thường đọc tụng tùy văn nhập quán. Giúp cho chúng ta tiêu trừ nghiệp chướng, cảnh giới được đề cao, được sự trợ giúp rất lớn. Chúng ta đem đoạn văn này niệm một biến. Pháp vương lợi vật vi trí hồng thâm, phổ biến thập phương minh dương mi cách. Bốn câu kệ này có 16 chữ, ngày hôm qua đã cùng với quý vị nói qua. Trước tiên chúng ta liễu giải chân tướng sự thật. Tại bên trong chân tướng không gian chẳng có xa gần, thời gian chẳng có trước sau. Cho nên chúng ta cùng với chư Phật Bồ Tát và mười phương pháp giới sở hữu tất cả chúng sanh đích thật là chẳng có chướng ngại. Đúng như trong kinh Hoa Nghiêm chỗ nói, biết sự vô ngại, sự sự vô ngại, có cảm lập tức thì có ứng. Hôm nay được trai chủ, đây là nói nhân duyên đặc biệt.
họ vì một việc như thế nào để làm cái pháp sự này. Đặc thỉnh Sơn Tăng đăng tọa. Sơn Tăng là lời tự khiêm nhường của pháp sư chủ trì pháp hội, là lời xưng hô tự mình khiêm tốn đăng tọa. Y bằng giáo pháp tác tam thời hệ niệm Phật sự. Ngày hôm qua chúng tôi giảng đến nơi đây. Nại nhĩ vong linh, tao thử thắng duyên. Gọi là thần linh. Đây là đối với chính pháp giới chúng sanh, gọi chung là thần linh. Chuyên môn đối với một người nào họ là người đã vãng sanh qua đời thì gọi là vong linh. Nếu như thông thường chúng ta tự mình làm công khóa để tu học thì gọi là thần linh. Chúng ta là phổ biến đối với pháp giới hư không giới. Tất cả tôn thần, vì nguyên nhân gì là cầu sanh tịnh độ? Nhóm thần linh này trong chính pháp giới còn phải cầu sanh tịnh độ hay sao? Đúng. Chúng ta tại trong Kinh Hoa Nghiêm nhìn thấy 41 vị pháp thân đại sự bao quát cả Văn Thù và Phổ Hiền đều cầu sanh tịnh độ. Anh mới hiểu được pháp môn tịnh độ thù thắng chính pháp giới chúng sanh. Họ đã mê hoặc, họ không biết cái nhân duyên đại sự của sự của việc thù thắng này. Chúng ta dựa vào cái này đem tin tức truyền cho họ. Chúng ta thâm tâm tin tưởng để họ được cái tin tức này, là nhờ trong đời quá khứ đều có thiện căn, khải phát thiện căn của họ thì họ đã giác ngộ. Cái giác ngộ này không phải là minh tâm kiến tánh, là giác ngộ cái gì? Là phát hiện thiện căn trong đời quá khứ thì phải nên niệm A Di Đà Phật cầu sanh cực lạc thế giới, nên tham gia cái pháp hội này của chúng ta. Tức là chúng ta mỗi người cùng nhau đến làm một thời pháp sự. Nại nhĩ thần linh, tao thử thắng duyên. Tao tức là gặp được. Chúng ta gặp được pháp duyên thù thắng như vậy. Cái pháp duyên thù thắng này không dễ gặp được. Thật đúng là trăm ngàn muôn kiếp khó gặp được. Gặp được pháp duyên thù thắng như vậy, tự nghi nghiêm túc oai nghi. Cái nghiêm túc oai nghi này, cổ nhân Trung Quốc chúng ta thường nói thành ư trung nhi hình ư ngoại, tức là từ bên ngoài nghiêm túc hoài nghi thì nhìn được nội tâm của họ chân thành cung kính. Chỉ cần có tâm cung kính thì rất nhiều sự việc đều là tự nhiên nhiên, một tí cũng không tạo tác.
cũng chẳng có người dạy cho họ, cũng chẳng có người dặn dò với họ, thì tự nhiên biểu hiện cái thái độ vô cùng cung kính. Cái việc này tôi nhìn thấy rất nhiều. Lai lâm tọa hạ, cung linh diệu pháp, đến tham gia cái pháp hội này của chúng ta, vô cùng cung kính đến nghe. Nơi đây chúng ta phải đọc kinh, kinh Di Đà, nghe kinh. Bên trong tam thời hệ niệm đều có khai thị, lời khai thị vô cùng tinh tế tường tận. Chúng ta cùng nhau để học tập nhất tâm thọ độ. Thọ độ tức là ý nghĩa tiếp thụ lời dạy bảo. Trong Phật pháp thông thường đều nói độ, tức là chỉ dạy. Vì sao không dùng chỉ dạy, phải dùng chữ độ? Độ là từ tinh quả mà nói, từ tinh thành hiệu quả mà nói. Chỉ dạy là nhân, là giáo học. Giáo học có thành tựu hay chưa? Nếu như đã có thành tựu thì gọi là độ. Chữ độ ý nghĩa nguyên gốc là tỷ dụ, giống như qua sông không khác. Chúng ta từ bờ bên này mà đến bờ bên kia, ta phải qua con sông này. Đạt đến bờ bên kia thì gọi là độ qua. Cho nên trong kinh Phật thường thường dùng cái tỷ dụ này. Chúng ta ngày nay là đang mê ở tại bờ bên này, đối diện là giác ngộ. Ta phải từ mê độ đến giác. Lời dạy bảo của Phật là giúp cho chúng ta phá mê khai ngộ. Giúp cho chúng ta đoạn ác thành thiện. Hiện nay ta ở bên bờ ác này, ta phải đổ qua đến bờ thiện bên kia. Cho nên đổ là từ trên hỏa mà nói, giáo là từ trên nhân mà nói. Chữ độ thì nói được thâm sâu, nói được viên mãn. Giáo có lúc không thành tựu. Độ là đã đem ra thành tích rất tốt cho anh xem. Muốn thọ độ, quan trọng nhất là phải nhất tâm. Nhất tâm thì anh mới có thể tiếp thụ lời dạy bảo. Anh mới thật sự có thể đem cảnh giới chuyển qua được. Nhất tâm tức là chân thành. Nhị tâm thì không chân thành. Xưa kia đời tiền thân ông Tăng Quốc Phan, trên thực tế mà nói, ông ta cũng là một học giả rất phi thường, ưa thích đọc sách. Tại trong sách đọc của ông ta ghi chú nói chữ thành, đặc biệt một cái định nghĩa, đã đặt một cái định nghĩa. Cái gì gọi là thành?
Cổ thánh tiên hiền, Trung Quốc, Trung Quốc chúng ta đối với chữ này rất coi trọng. Bất luận là pháp thế gian hay xuất thế gian có thành tựu hay không, then chốt thì tại nơi anh có chân thành hay không. Cái gì gọi là thành? Ông Tăng Quốc Phàm nói, một niệm không sanh thì gọi là thành. Cái giải thích này của ông ta cùng với trong Phật Pháp nói điều tương đồng. Một niệm không sanh, cái niệm đó là vọng niệm. Chẳng có một cái vọng niệm, cũng tức là nói vọng tưởng phân biệt chấp trước, đều là vọng niệm. Cái vọng niệm này thể đều đoạn trừ hết, thể đều đã không còn thì gọi là thành. Nếu như còn có một niệm, có một niệm ưa thích, có một niệm sân hận, anh chưa buông xuống thì cái chữ này chẳng có. Người là một người tốt, vô cùng từ bi, đối người đối với tất cả chúng sanh đều có lòng thương. Nếu trong tâm của họ có một việc hoặc là tham luyến hoặc là sân hận, nguyện không buông xuống được, cái niệm này đã đem chữ thành của họ phá hoại mất rồi. Phật dạy cho chúng ta tu thành kính như thế nào? Phật biết sân hận của anh và tham ái của anh là trong đời quá khứ. Có liên hệ không phải là nhân duyên của một đời một kiếp. Cho nên hiện nay bác sĩ tâm lý của ngoại quốc, đây là thuộc về tâm bệnh. Vì sao việc này của họ không buông xuống không được, ấn tượng khắc sâu như thế? Đích thật là niệm niệm không quên, ẩn sâu bên trong nội tâm. Đây là tổn thương của sự tu hành chứng quả. Chẳng những không thể chứng quả, khai ngộ cũng không thể được. Bác sĩ tâm lý của ngoại quốc dùng thuật thôi miên, khiến cho họ đi trở về đời quá khứ. Quá khứ một đời, quá khứ hai đời, quá khứ ba đời. Tôi đã từng nghe người ta nói có một người được thôi miên, đến trình độ rất sâu, ông ta có thể nhớ được những việc như là hơn 80 đời về trước. Ông ta nói ra hơn 80 đời xa hiện nay chẳng khoảng chừng 3-4 ngàn năm. Lúc bây giờ xảy ra,
sự đụng chạm kịch liệt rất nghiêm trọng, hoặc là bị người ta hãm hại, hoặc là bị người ta làm nhục, đau đớn không muốn sống. Cái niệm này đã khắc sâu vào trong ai lại gia thức, chứa giữ cái chủng tử này. Mấy ngàn năm về sau, mấy chục đời sau, cái chủng tử này của ông ta vẫn còn khởi hiện hành, vẫn còn khởi tác dụng. Anh nói có phiền phức hay không phiền phức? Thông qua lối phương thức này khiến cho ông ta tự mình nói ra. Hiện nay khoa học kỹ thuật phát đạt, có máy cassette, máy video đem nó thâu lại, để sau khi họ thức tỉnh giác ngộ thì mở cho họ tự nghe. Sau khi họ vừa mới nghe thì thường thường vấn đề này lập tức được hóa giải. Tại vì sao? Vì đã biết tiền nhân hậu quả, phàm là việc gì không phải là ngẫu nhiên. Người này đối với tôi tốt, là tôi trong đời quá khứ đối với họ tốt. Người này đối với tôi không tốt, là tôi trong đời quá khứ đối với họ không tốt. Hoàng hoàng tương báo. Khi vừa nghĩ lại, hà tất như vậy, thôi đi, món nợ này đã trả xong rồi, đã hết rồi. Hy vọng đời sau kiếp sau chúng ta gặp mặt, kết làm bạn tốt, không nên lại làm quan gia, không nên lại đương đầu chống lại. Thì đã hóa giải rồi. Phật có cái khả năng này, Phật có thể biết việc của tất cả chúng sanh vô lượng kiếp về trước. Cho nên Phật thuyết pháp rất là cao minh. Ngài có thể đem nghiệp tập chủng tử trong tâm của anh chứa giấu chỗ thâm sâu nhất thì có thể đem nó moi ra, khiến cho anh giác ngộ, khiến cho trong nội tâm của anh yên lặng. Lời của người hiện nay nói là mâu thuẫn, sự nghi hoặc lo lắng hãy đều đã hóa giải cho anh. Nhất tâm của anh thì tâm thành kính của anh hiện tiền. Anh có cái điều kiện này thì có thể tu đạo rồi, gọi là nhất tâm thọ độ. Phía dưới là tán lư hương. Đây là bài tán tụng ở trong Phật môn là rất phổ biến. Phía trước vừa mở đầu là dùng giới định chân hương, giới định chân hương. Phía trước đã báo cáo cho quý vị rồi. Phía trước đã báo cáo cho quý vị rồi. Đây là dụng ý đặc biệt của Đại sư Trung Phong. Chẳng có giới, chẳng có định, tu pháp môn gì cũng không thể được lợi ích. Cho nên đem giới định để tại phía trước. Tán lư hương là thuộc về tán tụng. Nếu dùng thuật ngữ hiện nay ở trong tôn giáo thông thường mà nói, thì đây là bài văn cầu nguyện, dùng hình thức của thi ca để biểu đạt. Tôi vừa nói như vậy thì quý vị mọi người rất dễ hiểu được, rất dễ lý giải.
Đây là bài cầu nguyện. Hy vọng nhờ vào sự cầu nguyện này, cùng với chư Phật Bồ Tát cảm ứng đạo giao, để gia trì cho cái pháp hội này. Đây là danh xưng, danh từ của Phật giáo. Dùng lời hiện nay mà nói, tức là đến phù hộ, đến trợ giúp, khiến cho cái hoạt động này của chúng ta có thể làm được thành công viên mãn. Cái hoạt động này của hệ niệm pháp sự này cùng với đại chúng trong pháp hội, cái đại chúng này là chính pháp giới chúng sanh, mỗi người đều có thể được lễ được pháp hỷ. Chúng ta xem bài hương tán này. Lư hương xạ nhiệt. Xạ là vừa mới. Đây là bửu đỉnh lư hương. Hương vừa mới đốt lên thì khói hương bay lên nghi ngút. Pháp giới mông hung. Pháp giới thật quá lớn. Pháp giới mông hung đức thật là sự thật, hay là ở chỗ này khoe khoang? Ở trong đoạn văn phía trước rõ ràng nói là phổ biến thập phương minh dương mi cách. Phật tại trong kinh Đại Thừa thường nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Cái tâm tưởng này tức là làn sóng động của tâm, tốc độ rất mau, không thể tưởng tượng được. Hiện nay trong vật lý học nói tốc độ mau nhất là tốc độ của ánh sáng. Nhưng nhà vật lý học đời cận đại biết được ở trong vũ trụ đích thật còn có tốc độ càng mau hơn so với ánh sáng. Tuy nhiên, trong thái dương hệ chúng ta thì tốc độ của ánh sáng là mau nhất. Trong một giây chạy 300.000 km. Thật sự nói cho anh cái mau nhất tức là ý thức. Niệm thủ là ý niệm. Niệm thủ cái ý niệm của chúng ta mới khởi sanh. Thì tốc độ của làn sóng động biến khắp hư không pháp giới. Ánh sáng không thể so sánh được. Tổ sư Đại Đức nói với chúng ta tâm càng thanh tịnh thì càng định.
thì phạm vi làn sóng động của anh càng lớn. Trong kinh Lăng Nghiêm nói tịnh cực quang thông, tịnh đến tột cùng. Quang là tâm quang, quang minh của trí huệ bát nhã trong tự tánh thì đã thông đạt. Cái này vừa mới thông tức thì biến khắp hư không pháp giới, là chân thật chẳng phải là giả. Bây giờ muốn hỏi chúng ta phàm phu tục tử vọng niệm quá nhiều, làm sao có khả năng lớn như vậy? Lời này nói là đích thật không sai, nhưng anh phải hiểu được chư Phật Như Lai Pháp Thân Bồ Tát, các ngài mỗi vị đều là tịnh cực quang thông. Đây tức là nói cái khả năng tiếp thu của họ thật quá lớn. Chúng ta tuy rằng phát ra, chúng ta có phát ra tin tức truyền đạt không tới bên kia của họ, nhưng khả năng tiếp thu của họ có thể tiếp thu đến bên này chúng ta, đây là bất khả tư nghị. Cho nên chúng ta tại bên này khởi tâm động niệm, cho dù có xen tạp vọng tưởng, có xen tạp ác nghiệp, họ vẫn có thể tiếp thu được. Khả năng tiếp thu của họ là biến khắp hư không pháp giới. Cho nên pháp giới mong hôn là chân thật chẳng phải là giả. Chư Phật hải hội tất diêu văn, bao quát cả Pháp Thân Bồ Tát. Diêu văn, đây là quan niệm của phàm phu chúng ta rất xa xôi. Anh liền đã nghe được, nhưng ở trong cảnh giới của họ chẳng có xa gần. Điểm này chúng ta học Phật không thể không biết. Minh tâm kiến tánh, sau khi kiến tánh, không gian và thời gian đều không còn nữa, đều đã quy nhất. Chúng ta cảm thấy rất xa xôi, còn họ như ở trước mắt, ngay tại trước mắt. Tùy xứ kiết tường vân, câu tùy xứ kiết tường vân là ứng, phía dưới là thành ý phương ân. Thành ý phương ân là chúng sanh năng cảm, chúng sanh phải có thành ý, phải có ân cần thành ý. Anh mới có thể nhờ vào lư hương. Lư hương là biểu trưng, biểu một tí thành ý này của chúng ta. Xả nhiệt là và phương ân. Anh xem nó, cái hương ứng này tùy xứ. Đây là chư Phật ứng. Kiết tường vân, đây là khí thế giang ứng. Cái đạo vị này rất đậm, rất đậm. Chư Phật Như Lai Pháp Thân Bồ Tát,
tùy chỗ cùng với ta khởi cảm ứng đạo giao. Kết tường vân là nói khí thế gian, là thế gian của vô tình. Việc này hiện nay khoa học gia người Nhật Bản, ông Giang Bản Thắng tại trong phòng thí nghiệm đã chứng minh sự kết tinh của nước hiện thành đồ án rất đẹp đẽ. Đó tức là kết tường vân. Có lòng thương yêu, cảm tạ, thiện ý, thiện hành, có thể khiến cho trời đất vạn vật hồi ứng kết tình rất đẹp. Đây tức là ý nghĩa của tường vân. Chư Phật hiện toàn thân, chư Phật ở trong này có hai ý nghĩa. Thứ nhất là nói rất nhiều chư Phật Như Lai. Thứ hai là ý nghĩa bao quát cả Pháp Thân Bồ Tát. Nguyên giáo sư trụ trở lên đều là phân chứng tức Phật. Từ viên giáo sơ trụ đến đẳng giác đến diệu giác, đây là 42 ngôi vị thứ, thể đều là chư Phật. Cư sĩ Giang Vị Nông chú giải kinh Kim Cang, ngài giải thích hai chữ chư Phật là như vậy. Đây là 42 vị chư Phật. Ngay tại chỗ này hai ý nghĩa đều ngang mà nói là tất cả chư Phật Như Lai, dọc mà nói là 42 vị chư Phật. Đây là Phật đến cảm ứng chi trí chánh giác thế gian. Ở trong chư Phật còn có một ý nghĩa là ba thân chư Phật: Pháp thân, báo thân, ứng hóa thân. Đây là nói được rất toàn vẹn, cả thể đều hiện toàn thân, là đích thực hiện thân, chẳng phải là giả. Anh phải thông đạt, hiểu rõ, minh bạch mới biết sự cảm ứng bất khả tư nghị. Nếu anh không thể thông đạt hiểu rõ, anh chỉ có sướng bài tán này, niệm bài tán này mà thôi. Anh không thể nhập vào cảnh giới, anh không được sự thọ dụng chân thật. Phía sau là Phật hiệu. Nam mô Vân Lai Tập Bồ Tát Ma Ha Tát. Đây chẳng phải là hương vân cái Bồ Tát Ma Ha Tát, là Vân Lai Tập. Chư Phật Bồ Tát vô lượng vô biên, giống như mây không khác, đều đến tập trung trong đạo tràng này.
từ mười phương mà đến. Cái danh hiệu này phải tam sinh. Chúng ta phải tỏ ra ân cần khẩn thiết mà khải thỉnh, thỉnh ba lần. Nhưng một câu này, một câu cuối cùng trên Vân Lai Tập thông thường đều thêm vào hai chữ hải hội. Nam mô Hải Hội Vân Lai Tập Bồ Tát Ma Ha Tát. Phía trước niệm hai câu là Nam mô Vân Lai Tập Bồ Tát Ma Ha Tát, niệm đến câu thứ ba là Hải Hội Vân Lai Tập Bồ Tát Ma Ha Tát. Đây là thông thường ở trong Đại Pháp Hội dùng để tán tụng, cầu nguyện. Cho nên quý vị phải ghi nhớ, tức là sở hữu tất cả bài tán tụng đều là ở trong tôn giáo cho nói cầu nguyện, giống như bài thơ khen ngợi, như thi ca khen ngợi vậy. Tại trong Phật Pháp gọi là phạm bối tán tụng. Ở phía trước bên trong bài hương tán, chúng tôi đã có đề cập đến một đoạn công án của Gia Du Đà La. Đó là tôi rất đơn giản đã giới thiệu cho quý vị rồi, tức là Gia Du Đà La là người vợ tại gia của Thích Ca Mâu Ni Phật. Cô ta gặp nạn. Cái sự tích này chúng tôi không cần giảng kỹ, nếu giảng kỹ sẽ làm trễ nải rất nhiều thời gian. Quý vị muốn hiểu rõ cái sự tích này, xin xem có ở trong Kinh Lục Dị Tướng và trong Pháp Nguyễn Châu Lâm thì càng tường tận. Hình như có ba cách nói. Gia Du Đà La vì sao gặp nạn, và tôn giả La Hầu La vì sao mẹ của ngài mang thai 6 năm mới sanh ngài ra, đều có nhân quả. Ở trong kinh có nói rõ tường tận. Tra tìm kinh điển rất phiền phức, phải tra tìm nhiều bộ kinh. Cổ nhân đã đem cái việc này làm được rất hay, tức là đem ở trong các loại kinh nhân duyên của những công án này, họ đều đem nó gom chép lại biên tập thành một loại sách người hiện nay gọi là Phật học từ điển. Cổ nhân biên tập gọi là Kinh Lục Dị Tướng, gọi là Pháp Uyển Châu Lâm, chư vị có thể làm tham khảo. Lại xem phía dưới một đoạn văn này. Đây là đoạn văn thuộc về bài văn cầu nguyện. Thứ nhất biện hương. Cái hương này là trên hình thức của hương. Chúng ta đốt đàn hương, đem đàn hương chẻ ra từng miếng
từng mảnh từng mảnh là đại biểu cho cái gì? Là đại biểu cho tâm hương của chúng ta, là đại biểu một lòng chân thành lễ kính của chúng ta. Cho nên đây là một mảnh tâm hương. Phía dưới hoàn toàn đều là nói tâm hương, quyết chẳng phải cái hương trên vật chất căn bản kiếp ngoại. Kiếp là thời gian. Đây là từ trên tỷ dụ mà nói. Đàn hương là cây chiên đàn. Dùng cái này làm tỷ dụ cho pháp thân của chúng ta. Pháp thân của chúng ta là cây chiên đàn. Một miếng hương này là tâm hương của chúng ta. Pháp thân căn bản kiếp ngoại. Kiếp là thời gian. Ý nghĩa của một câu này là siêu việt thời gian. Chi bá Trần Hoàng. Trần Hoàng là nói không gian, là hư không pháp giới. Ý nghĩa của tám chữ này tức là nói siêu việt thời gian và siêu việt không gian. Siêu việt thời gian và không gian chỉ có chân tâm. Chẳng phải chân tâm, chẳng phải bản tánh, đều chẳng có biện pháp siêu việt. Bất kinh thiên địa dĩ sanh thành. Nó chẳng phải là do trời đất sanh ra. Chẳng phải là do trời đất sanh ra. Nó từ chỗ nào đến? Đây là tự tánh vốn có đầy đủ. Câu này nói cho chúng ta được rất rõ ràng. Hương này là hương gì? Là hương chân tánh. Chân hương của tâm tánh. Chúng ta dùng cái này để cúng Phật. Vậy thì chúng ta muốn hỏi Phật là cái gì? Phía dưới lại nói chúng ta dùng chân hương của tâm tánh để tu cúng dường. Khởi thuộc âm dương nhi tạo hóa. Tạo là tạo tác, hóa là biến đổi. Câu khởi thuật âm dương như tạo hóa nghĩa là nói cái hương này là vĩnh hằng không biến đổi. Vĩnh hằng không biến đổi là chân thật. Nếu tùy theo âm dương tạo tác mà biến đổi, đó chẳng phải là chân thật, chẳng phải là chân tâm. Chư vị thử nghĩ xem,
họ làm sao chẳng có cảm ứng. Chúng ta đốt một mảnh đàn hương này, mảnh đàn hương này là giả, là quyển hóa, chẳng phải chân thật. Nó có sanh diệt, dựa vào cái này để biểu trưng chân hương của tâm tánh chúng ta, vĩnh hằng không biến đổi, không sanh không diệt. Hương là tánh đức, quang là trí huệ của tự tánh vốn có, cho nên thường thường cùng chung với nhau gọi là hương quang trang nghiêm. Bây giờ nhiệt hướng lưu trung, cái lưu này cũng là biểu trưng. Một mảnh hương này đốt tại trong lư hương. Hương là tánh đức của chúng ta. Lư là cái gì? Lư tức là pháp giới. Trong Mật Tông dùng mantra. Mantra là đại biểu cho pháp giới. Trong hiển giáo tức là dùng lư hương, là đại biểu cho pháp giới, để cúng dường biến pháp giới hư không giới, chuyên thân cúng dường, đối tượng của cúng dường. Chỗ này nói được rất rõ ràng, thường trụ tam bảo sát hải vạn linh, toàn bộ bao quát cả. Thường trụ tam bảo là trí chánh giác thế gian, sát hải vạn linh tức là chúng tôi nói hữu tình thế gian và khí thế gian, biến pháp giới hư không giới thấy điều cúng dường được hết. Một vị cũng không bỏ sót. Chúng ta sướng bài tác này, làm cái cầu nguyện này, anh có cái tâm này hay không? Cổ đức thường thường nói với chúng ta phải tùy văn nhập quán. Tùy vào trong kinh văn này thì tâm lượng của anh đã biến đổi. Theo trên kinh văn nói hoàn toàn như nhau, cái công đức đó bất khả tư nghị, cho nên anh phải hiểu cái ý nghĩa này. Anh đi theo sướng, sướng rồi chẳng có ý nghĩa, chỉ là khẩu thiện, không thể tương ứng, nhất định phải hiểu được ý nghĩa. Thường thường sướng tụng, thường thường niệm theo, thì tự tự nhiên nhiên biến thành tâm hành của mình. Tôi dùng trí huệ của tôi dùng giới định của tôi dùng tánh đức của tôi, niệm niệm không quên, phổ biến cúng dường tất cả chúng sanh pháp giới hư không giới. Phía trên là chư Phật Như Lai, phía dưới đến địa ngục chúng sanh, thấy điều cúng dường cho hữu tình và vô tình, cây cối hoa cỏ, sơn hà đại địa, thấy điều bao quát ở trong sát thải vạn linh. Phần dưới là đặc biệt chỉ,
Cực Lạc Đạo Sư A Di Đà Phật, Quan Âm Thế Chí thanh tịnh hải chúng là đặc biệt chỉ cho Tây Phương Cực Lạc thế giới, phía dưới là phổ biến thấy đều cúng dường được hết. Đặc biệt đề cập đến là bởi vì mục tiêu của chúng ta là phải cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới thân cận A Di Đà Phật. Dùng cái gì để cầu? Tôi dùng cái phổ biến cúng dường này để cầu. Tại vì sao? Vì Di Đà cúng dường như vậy, Quan Âm Thế Chí cũng cúng dường như vậy, hôm nay tôi cũng cúng dường như vậy. Đầy đủ điều kiện để vãng sanh Cực Lạc thế giới. Nếu anh chẳng có cái điều kiện này, anh muốn sanh Cực Lạc thế giới chỉ là nghĩ vọng tưởng, không đầy đủ điều kiện. Bây giờ thời gian đã đến, chúng ta nghỉ ngơi vài phút.